Chào các bạn đã quay trở lại với channel vest và Travel của Jason Hôm nay Jason sẽ chia sẻ cho các bạn biết những cổ phiếu nhỏ nào mà các bạn có thể dùng nó để day trade mỗi ngày nếu như các bạn không có nhiều tiền để mua những cổ phiếu lớn khi mà các bạn day trade những cổ phiếu nhỏ mà có độ dao động khá tốt chẳng hạn như là cổ phiếu TSLL cổ phiếu TSLL là cái ETF của công ty Tesla thành ra Tesla dao động nhiều thì cổ phiếu TSLL cũng sẽ lên theo và nó là cái ETF cho nên mỗi lần thị trường lên thì nó sẽ lên gấp đôi gấp ba cổ phiếu là cái ETF về Semiconductor là những con chip chẳng hạn như là NVIDIA, AMD, TSM thì khi những cổ phiếu về chip đó mà tăng thì SOXL sẽ lên gấp 3 lần. Cổ phiếu PLTR là Palantir là cùng làm về trí tuệ nhân tạo thì đây là một công ty rất là tốt để các bạn có thể day trade. Cổ phiếu AI cũng là làm về trí tuệ nhân tạo như các bạn cũng biết. Cổ phiếu DJT, DJT là cái công ty về mạng xã hội của cựu tổng thống Donald Trump. Cổ phiếu này hiện tại chỉ có 22, 23 đồng nhưng mà cái độ dao động của nó mỗi ngày cũng rất là tốt nếu như các bạn day trade là mua đi bán lại liền trong ngày thì nó phù hợp về lâu dài thì cổ phiếu này nó tùy thuộc vào cái tiền đồ tương lai của cựu tổng thống Donald Trump ok à, và tất nhiên còn nhiều cổ phiếu nhỏ khác bạn có thể dùng nó để day trade nhưng mà những cổ phiếu vừa rồi là những cổ phiếu mình thỉnh thoảng cũng hay day trade mỗi ngày khi mình trade share ok nếu các bạn có gì thắc mắc các bạn có thể comment trong video và nếu như các bạn nào muốn học đầu tư vào thị trường chứng khoán mà học đến nơi đến lớp in person thì các bạn có thể đăng ký với Jason tại tiểu bang North Carolina tại thành phố Charlotte vào ngày 29 tháng 9 sắp tới đây. Jason sẽ qua đó chia sẻ kiến thức trong thị trường chứng khoán cho các bạn. Cảm ơn các bạn và chúc bạn đầu tư sẽ luôn gặp nhiều may mắn.